Chào các con học sinh thân yêu, cô là Diệu Ly, cô đến từ tuyển sinh 247. Ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các con một số biện pháp để các con học tốt môn toán lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa mới. Nội dung chính của hôm nay gồm 2 phần. Phần 1 là giới thiệu chương trình sách giáo khoa toán lớp 2 mới. Phần 2 là hướng dẫn giúp con học tốt môn toán lớp 2. Trước tiên, cô giới thiệu với các con về 3 bộ sách của chương trình toán lớp 2 mới. Thứ nhất là bộ Trên trời sáng tạo, tác giả Trần Nam Dũng tổng chủ biên, Phúc Thành Chính là chủ biên. Bộ sách thứ hai là Kết nối tri thức với cuộc sống. Ở bộ sách này, tác giả Hà Huy Khoái là tổng chủ biên, Lê Anh Vinh chủ biên. Bộ sách thứ ba là bộ sách Cánh diều. Ở bộ sách này, Đỗ Thức Thái là tổng chủ biên, Đỗ Tiến Đạt là chủ biên. Ở 3 bộ sách này đều rất là bắt mắt và nội dung thì rất là cuốn hút, đã được thay đổi phù hợp với xã hội hiện nay. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nội dung được thay đổi của 3 bộ sách này là gì nhé. Cả 3 bộ sách đều đáp ứng đúng đủ kiến thức cần đạt cho học sinh lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình ảnh vô cùng sinh động trực quan. Ở bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì sách có hệ thống nhân vật xuyên suốt bộ sách, có sự phân chia rõ ràng giữa các nội dung toán học. Ở bộ sách Chân trời sáng tạo thì bộ sách này được phân các chương theo phạm vi số và phép tính, tuy nhiên được phân nhỏ hơn so với sách Cánh diều. Ví dụ, ở sách Cánh diều thì phạm vi các số trong 1.000 và phép cộng phép trừ trong phạm vi 1.000 thì được gộp lại thành một chương. Nhưng ở sách Chân trời sáng tạo thì được phân rõ làm 2 chương. Các con sẽ học các số trong phạm vi 1.000 trước để hiểu được cấu tạo số, cách đọc số, viết số. Sau đó mới học đến phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1.000. Ở bộ sách Cánh diều thì sắp xếp các bài học chủ điểm theo phạm vi phép tính, giống với cách sắp xếp của sách giáo khoa cũ. Trong đó sẽ lồng ghép kiến thức về đoạn lượng, hình học, các suất thống kê vào trong từng phạm vi phép tính. Cả 3 bộ sách đều có các nhân vật xuyên suốt các con đã làm quen từ năm học lớp 1. Đối với tính từng bài học thì ở sách Kết nối tri thức với cuộc sống, mở đầu một bài đưa ra bài tập mẫu hoặc hoạt động, tình huống, sau đó đưa ra kiến thức dựa trên bài tập đó. Từ đó, việc luyện tập thực hành được xen kẽ trò chơi trong các bài luyện tập chung. Còn ở sách Chân trời sáng tạo thì có 3 tiến trình bài học. Thứ nhất là cùng học. Con sẽ tìm tòi, khám phá, dựa vào kiến thức cũ để hình thành kiến thức mới. Ở phần thực hành, các kiến thức, kỹ năng ở phần cùng học sẽ được vận dụng. Và cuối cùng là luyện tập. Các kiến thức năm vừa học sẽ được áp dụng bài tập, khắc sâu hơn kiến thức của mình. Đối với sách Cánh diều thì tiến trình bài học sẽ chia làm 3 phần. Thứ nhất là kiến thức mới, thứ hai là luyện tập thực hành, và cuối cùng là các bài tập vận dụng trong thực tiễn cuộc sống. Mỗi một bộ sách đều có một ưu điểm khác nhau. Ở bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, đó là cách đặt tình huống giúp học sinh tiếp cận bài học một cách tự nhiên hơn. Ở bộ sách Chân trời sáng tạo thì hình thành năng lực tự tìm tòi khám phá. Sau mỗi một chương đều có hoạt động thực hành trải nghiệm khám phá. Ở bộ sách Cánh diều thì đan xen các trò chơi và hoạt động thực hành ở mỗi một tiết học, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức, phát triển các năng lực hoạt động nhóm, tự tin, chủ động. Ở phần em học toán, hoạt động thực hành trải nghiệm trên lớp giúp các em thấy mối liên hệ của toán trong đời sống hàng ngày, kích thích trí tò mò
tìm tòi của học sinh. Em ôn lại những gì đã học để giúp các con củng cố kiến thức đã học ở trong chương đó kết hợp với luyện tập thực hành. Mỗi một bộ sách đều có cái hay riêng, và ở tuyển sinh 247 đã khéo léo kết hợp cả ba bộ sách để tạo ra được nền tảng kiến thức vững chắc và những phương pháp tốt nhất để giới thiệu các con học sinh. Tiếp theo, cô Ly giới thiệu với các con một số biện pháp để con học tốt vào lớp 2. Biện pháp thứ nhất đó là các con hãy lắng nghe bài giảng. Hãy luôn luôn tập trung lắng nghe hướng dẫn, ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo để trang bị cho mình kiến thức. Biện pháp thứ hai, hãy liên hệ toán học và thực tiễn cuộc sống. Ví dụ, các con hãy sử dụng các đồ vật gần gũi xung quanh mình để đặt ra các bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ. Thực hành cân, đo độ dài với các vật thật để ghi nhớ được các đơn vị đo tương ứng. Biện pháp thứ ba, hãy làm toán từ đơn giản đến phức tạp. Từ những bài tập dễ, đơn giản, các con sẽ tìm thấy sự hứng thú, yêu thích môn học. Từ đó, khi gặp các bài toán khó, các con mới hào hứng và có động lực suy nghĩ tiếp. Biện pháp thứ tư, đó là học tư duy, sáng tạo. Các con hãy tránh việc học thụ động, tiếp nhận kiến thức. Con hãy nêu ý kiến riêng của mình, mạnh dạn đưa ra các suy nghĩ, thắc mắc để trao đổi, tìm ra kết quả. Các nhà khoa học còn phải thí nghiệm sai, thí nghiệm hỏng rất nhiều lần để mới tạo ra được các phát minh vĩ đại cho nhân loại. Vì vậy, các con hãy luôn mạnh dạn và không sợ sai, sáng tạo, linh hoạt trong lối tư duy của mình để đạt được những kết quả tốt nhất. Biện pháp thứ năm, đó là bố mẹ hãy luôn đồng hành cùng con. Bố mẹ hãy luôn chia sẻ, giải quyết các khó khăn con gặp phải, động viên, khích lệ để con hào hứng, thích khám phá, phối hợp với các thầy cô giáo và các nhà chuyên môn để tìm ra phương pháp học tập tốt nhất cho con mình. Và nếu như bố mẹ còn lo lắng thì hãy đến nhờ sự trợ giúp từ phía tuyển sinh 247. Ở đây có các bài học kết hợp cả ba bộ sách, chọn lọc các kiến thức cơ bản, bài tập đi từ đơn giản đến phức tạp. Mọi ý kiến của phụ huynh và học sinh đều được tư vấn và giải đáp kịp thời. Với những gợi ý vừa rồi, hy vọng các con học sinh lớp 2 sẽ học tốt môn toán trong chương trình sách giáo khoa lớp 2 mới. Cô Diệu Ly rất hy vọng được đồng hành cùng với các con trong năm học tới. Chúc các con luôn mạnh khỏe và đạt được kết quả học tập thật tốt nhé! Thank you.